Ôi, vợ tôi gọi cơm ra rồi. Chơi đi các bạn ơi. Rìa xìa. Phần 3 áo cưới giấy. Wow. Xít tinh trùng. Đổi tiếng kia đây. Tiếng Việt. Đê. Thật tuyệt. Ok nhá. Game mới này. Chỉ mong ngũ hồ trăng sáng đến tận bây giờ. Tạm nhẫn nại cuối cùng trả được. Nợ uyên ương. Anh cố tình phải không? Để ông trẻ ra oai với em. Ủa? Nhân vật này là nhân vật Vương Kiều Đồng. Vương Kiều Đồng nhỉ? Từ nhá, đợi tôi một tí. Cái này thì bắt buộc là tôi phải chuyển cam sang bên này. Vì nó sẽ che đồ không ạ? Ok hơn. Đây nhá, hơi ngược cam một tí nhá. Tôi không biết được là cái cốt truyện này nó có liên quan đến cả các phần trước hay không. Nhưng mà mình cứ thử xem đã nhá. Anh cố tình phải không? Để ông trẻ ra oai với em. Thân Mạc Khanh. Không phải đâu, Đồng Đồng. À, bà kia gọi tắt là Đồng Đồng. Các bạn mới donate nhá. Túi cũng làm bẩn rồi. Đây là thứ bẩn thỉu gì vậy, rửa không sạch. À, chắc bị dính cứt vào. Anh cũng không ngờ ông trẻ lại làm như vậy. Sao anh lại không nghĩ tới chứ? Đấy là ông trẻ của anh. Ông trẻ nghĩa là như nào? Ông trẻ nghĩa là như nào nhỉ? Bố à? Ông chú. Là em của bà nội. À. Đồng Đồng, anh thực sự chắc là xin lỗi. Ui, cái đéo gì đây? Làm cười á? Ồ. Làm gì vậy? Suýt nữa đẩy em ra. Suýt nữa đụng vào người ta. Không thấy sao? Hình như là... Ừ, nó làm cái đám cưới. Cái gì vậy? Đồng không mông quạnh làm gì có người. Vừa nãy anh nhìn thấy mà. Trên đường có người khiêng kiệu hoa. Ừ. Làm gì có người nào làm đám cưới lúc nửa đêm. Anh đừng dọa em. Chắc là nhìn nhầm. Bánh xe bị kẹt dưới hố bùn rồi. Anh phải xuống xem sao. Ồ, đây là gọi là bị pancine đấy. Mẹ à, con này khó chịu thế nhở. Vốt chia tay. Vốt ngay lập tức. Bên kia có sông. Em đi giặt thử, không biết có giặt sạch túi được không. Thôi rồi, mẹ Đồng Đồng sắp mất tích rồi, tôi nghĩ thế. Vương Kiều Đồng một mình đi tới bên bờ sông. Nhấn vào đây để xem gợi ý. Xem gợi ý. Tới đống đồ ven sông, di chuyển đồ lặt vặt. Nhặt tấm gỗ. À, đây, 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 đây. Nó đang hướng dẫn chơi trước các bạn ạ. Đây rồi. Đồng Đồng xuống rửa cái túi. Đây có cái gì đấy? Tấm gỗ đầy bùn, bên trên có viết chữ. À, cái này đang hướng dẫn không nhé. Đồng Đồng đang tức giận, lúc này không nên chọc giận cô ấy. Mẹ à, cái thằng này hiền thế nhở, tôi đá cụ xuống sông. Rồi bây giờ mình sẽ đặt miếng gỗ này vào bánh xe. Thế này chắc được rồi, anh thử lái xe xem nào. Cuối cùng cũng chạy ra được rồi. Chỗ này âm u quá, mau gọi Đồng Đồng rồi rời khỏi đây thôi. Đồng Đồng, let go man. Ô, đấy là cái gì? Hình như là nó là cái khăn voan để trên đầu trong lễ cưới thì phải.
Ui. Ui, lôi con mẹ xuống sông luôn đúng không? Hẹn một giờ trước. À, đây là một tiếng trước. Đây là trà gì khó uống quá. Ông trẻ của anh chậm quá, phòng chúng ta đã dọn dẹp xong, xong ấy vẫn còn chưa ra. Nhỏ tiếng thôi, ông trẻ rất chú trọng lễ nghĩa. Con gái mà xăm soi trưởng bối, ông ấy sẽ không hài lòng. Thế con này khó chịu nhỉ, con này đúng kiểu là hình mẫu của một mẹ người yêu trẻ trâu. Đó. Quy tắc nhà anh thật là nhiều. Đâu phải gia tộc xã hội ngày xưa đâu. Khụ khụ. Ông trẻ ra. Đúng kiểu tiểu thư khó chịu. À, ông trẻ. Ông trẻ đâu? Cô ấy là bạn gái con Đồng Đồng. Đây là ông trẻ của anh. Con chào ông trẻ. Ông trẻ trong chiến đấy. Tay trái cầm chén trà, không biết lễ nghĩa, ăn vận như trẻ con, không ra thể thống gì cả. Nhưng mà Khanh Khanh, anh ấy cũng tướng mạo quả khiên là tướng khắc phu. Ông trẻ khó tính thế nhở? Sao cơ? Ông có vẻ hơi căng. Ông trẻ đừng như vậy. Mạc Khanh à, ông đã nói với con là cô này không hợp. Bát tự không hợp, tướng mạo không tốt, đâu bằng cô trước kia. Ôi trời, chết mẹ rồi, câu này sát thương cao vãi cứt này. Sao lại độ khi về giá? Ông, các ngươi, thân Mạc Khanh, các ngươi có ý gì? Các ngươi hùa lại ra oai với tôi sao? Tôi đéo thích cái kiểu bọn con nít như này. Tôi, mặc dù thì tôi cũng hơi khó tính, nhưng mà là tôi cút đi ra khỏi nhà. Đồng Đồng, em về đi ngủ. Vương Kiều Đồng tức giận chạy đi. Khóa mẹ cửa. Cái cô này chưa cưới về nhà mà đã dám cáu gắt. Ông mày đã nói rồi, người như vậy là không lấy về được đâu. Đúng giọng ông trẻ. Ông trẻ, lời ông nói ban nãy đúng là hơi quá. Thời buổi nào rồi sao ông còn dùng lễ nghĩa phong kiến và mê tín như vậy. Này, tôi có nên tắt tiếng Trung Quốc đi không nhỉ? Tại vì nó đang bị đá với cả cái tiếng của tôi. Không nói nữa. Cầm mẹ mồm đi. Từ nhỏ đã nhút nhát, lớn lên sợ đàn bà, không có tương lai. Tôi mặc kệ anh đấy. Có hay không? Không à? Không thì thôi. Thế tự nhiên thành người đứng giữa à? Ông trẻ quay phắt người về phòng. Ây giời, sao lại như này nhở? Tôi đi an ủi Đồng Đồng, nhưng mà cô ấy chốt cửa bên ngoài rồi. Sao tôi ra ngoài được đây? Tìm kiệu. Trong lư hương hình như có một cái gì đấy. Nhiều tàn hương quá. Nếu như làm bẩn bàn hoặc quần áo, ông trẻ chắc chắn sẽ mắng anh. À, cái này cần một cái phụ kiện gì đấy để mình có thể xem ở dưới bát hương này có gì rồi. Trong thôn có phong tục kỳ quái, thích dùng những thứ kiểu khóa cơ quan này. À, khóa cơ quan. Hình như là phong tục và kỹ thuật truyền từ một thôn kỳ lạ gần đây. Nghe nói có tập tục mê tín, nhưng tôi chưa từng nghe qua câu chuyện tương tự bao giờ, không thể hiểu nguyên nhân. Ủa, nó không cho mình xem đấy. À, đây rồi. Ông trẻ hay quên, thích ghi lại mật mã hoặc dùng những thứ nhìn thấy xung quanh làm mật mã, chắc chắn là không khó tìm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 số. Ok ông trẻ luôn nhé. Úi da, nhẹ cái gì đấy? Cần lấy cái ốc vít ra mới mở được. Ủa, con búp bê trong kinh. Ui, búp bê có nốt ruồi mà chài luôn ạ. Búp bê độ lý. Đây có một cái tủ nữa. Ngăn kéo. Không có gì cả. Tờ báo. Không bấm được. Cái khóa. Trên cửa tủ có một ổ khóa. Tờ lịch. Hôm nay ngày bao nhiêu ta? Không biết ai dùng bút sáp vẽ vào vòng tròn.
3, ngày 12 và ngày 29. Nhưng mà đéo biết là tháng mấy. Then cửa kẹt ở bên ngoài, tôi phải tìm thứ gì đó để cậy nó ra. Còn đây là cửa của nhà ông nội à? Với tính của ông trẻ, lúc tức giận thì không nên đi chọc giận ông đấy. Mở cửa và lêu lêu ngay. Ủa, đéo có cái đồ gì ở đây à? Gì ta? Mình phải lấy được một cái đồ gì đấy cơ thì mình mới có thể đi tiếp được. Đéo hiểu sao có mấy cái thằng cứ ngồi spam số ra làm cái đéo gì xem trước rồi cứ ngồi spam. Em ơi đừng ban 7 ngày. NTD ạ, mày ban ngay cho anh 365 ngày thôi. Đừng ban nhiều quá. Ngậm mẹ mồm vào luôn. Bên này có gì không nhỉ? Không có gì cả. Không có gì cả. Từ từ. Hay là nó sẽ có số gì đó trên tường. 3 1 2 2 9. Tháng 4. 4 3 1 2 2 9. 4 3 1 2 2 9. 4 3 1 2 2 9. 4 3 1 2 2 9. D đéo phải. Đéo có gì nhỉ? À tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Cái này là nó sẽ cho mình hin để mình biết được thế nào gọi là hin. Tôi sẽ hin. Em gợi ý. Kết hợp manh mối của cuốn lịch có thể biết mật mã của khóa ngăn kéo là 120329. Sau khi mở ra nhận bắt thọ. 1 2 3 2 9. Ủa, theo thứ tự nào ta? Màu xanh, màu đỏ và màu đen. Nó phải có một cái thứ tự nào đó chứ đúng không? Ừ. Thế mình nhận ra thêm một cái nữa là nếu như mà mình bấm hint ấy thì nó sẽ không hướng dẫn mình mà nó sẽ spoil cho mẹ luôn cả mã. Thế đéo được, lần sau mình sẽ không dùng hint nữa, đúng không? Nhưng mà tại sao nó lại là 120329 nhỉ? Tôi biết mã là nó ở quyển lịch này rồi nhưng mà tại sao nó như thế? Trên khóa có bôi màu à? À! Thiếu sự quan sát. Đúng là trên khóa có bôi màu, trên này màu xanh, màu đỏ và màu đen thật. Coi như là tôi chưa biết gì nhá. À! Từ từ, trên khóa này có bôi màu này. Màu xanh, màu đỏ, màu đen. Ôi, thế thì tôi biết mẹ rồi. Nó là trong quyển lịch. Màu xanh là số 12, màu đỏ là số 3, màu đen là số 29. Ơ nhưng mà 5 số nhỉ. Hay số 3 nó tính là 03 nhỉ. Thế nó sẽ là 120329. 120329. 123. Ơ. Ui. Mẹ, thông minh vãi cứt. Mình đỉnh, mình đỉnh. Bát thọ. Một bộ bát thìa viết chữ thọ. Cái gì đây? Ô, mình có thể dùng cái bát để mình múc cái hương này ra cho nó đỡ bị bẩn, đúng không? Oh man. Một con dao. Một bát đầy tàn hương. Dụng cụ để xúc tàn hương bị vùi dưới tàn hương. Hết rồi. Cái dụng cụ này mình có thể mở được con búp bê. Cần lấy ốc vít ra mới mở được. Mình có thể lấy bát để mở được ốc. Chắc chắn là đéo phải rồi. Bát. À, cái cậy này có thể mở được cái phòng này. À, tức là đây là một phòng. Và con bé Đồng Đồng nó sẽ ở một phòng khác.
Trên bàn có một cái lá, trong chén trà không có gì cả. À, uống tàn hương không? Đéo phải. Đây chữ gì đấy? Trên khay trà có viết 4 chữ: trà làm sáng mắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái chén. Trà làm sáng mắt. Dương này không mở được. Tại sao dương này không mở được nhỉ? Phòng này là phòng lúc nãy. Đây còn một phòng nữa này. Ui, đây là nhà kho à? Tối quá cần bật đèn trước. Ờ, đéo có đèn. Tí nữa có đèn mình sẽ quay lại phòng này sau. Đây có một cái khóa. Cửa này trước đây không khóa. Lẽ nào gần đây trong thôn có trộm? Siêu nước. Ô. Nước trộn lẫn tàn hương để làm gì? Để pha vào đây. À, hiện lên chữ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu chữ. Sáu chữ này sẽ là một cái mật mã ở một cái chỗ nào đó. Thế còn cửa này? Cửa bị khóa. Đồng Đồng khi tức giận thường làm vậy. Có một lần khóa tôi ở ngoài cửa, tới nửa đêm mới chịu mở. Mẹ à, mày thế đúng kiểu con trẻ con. Phải tôi đấm cho mấy phát. Gọi cô ấy cũng lờ đi, phải nghĩ cách mới được. Không biết trèo vào qua cửa sổ có được không nhỉ? Sao cửa sổ lại khóa bên ngoài? Trước giờ đâu có khóa, có nguyên nhân gì vậy? Đi hỏi ông trẻ chỉ sợ ông ấy cũng mặc kệ tôi phải tự tìm thôi. Thường thì ông trẻ sẽ cất những thứ ít dùng vào kho, nhưng mà kho lại đang trời tối. Tối quá. Bật đèn à? Có công tắc đèn đâu nhỉ? Đéo có công tắc đèn nhỉ? Có tắc đèn đâu nhỉ? Oh man. Tôi phải dùng iPhone 14 Pro Max Deep Purple của tôi để tôi chụp ảnh lại thì tôi mới có thể giải được bài toán này các bạn. Với bộ nhớ 1T thì tôi nghĩ là những cái game này chụp ảnh thì chắc đéo bao giờ hết đâu. Màu tím. Ui. Ui khó thế. Chết mẹ, chữ này là nhìn theo chiều đéo nào ấy nhỉ? Mình nhìn được chữ này là dễ nhất này. À ừ, bấm vào được. Trời ơi, dễ hơn rồi đấy. À, chữ này là ô màu xanh dương. Màu tím là có chữ P, là chữ này. Màu cam. Màu cam là bông tuyết. Bông tuyết đây, màu cam đúng rồi. Màu vàng là chữ B. Chữ B đây. Màu đỏ là chữ này. Màu xanh là chữ này. Chìa khóa. Quần áo. Chìa khóa này có vẻ rất cũ. Mặc khanh phải không? Muộn thế này rồi còn lục tìm gì ở ngoài đấy? Con đang tìm đồ. Mau về phòng đi. Gần đây trong thôn có thứ không sạch sẽ. Buổi tối không yên bình đâu. Ông trẻ thường hay mê tín. Mặc dù tôi không tin, nhưng mỗi lần nghe ông trẻ nói những chuyện đó vẫn thấy sợ hãi. À, từ từ tôi cứ mở. Tôi cứ mở cái khóa này trước đã. Một cái kìm. Cái kìm này có thể mở được cái khóa này, tại vì nó có thể cắt được. Ủa, nhưng mà cửa đã khóa, tự nhiên cắt đi để cho ma vào à? Phía trước hình như có người. Ai lại buổi tới đứng bất động như vậy? À, hình như là một hình nộm.
đừng tự dọa mình nữa. Ui, đây là cái máy cắt cỏ hay sao đúng không? Chữ gì đây? Đừng làm hỏng hình nộm, cẩn thận báo ứng. À, tưởng là chữ kênh chat FA. Hóa ra đều phải. Dao cầu dùng để cắt cỏ cho gia súc. Đây có thanh gỗ đều lấy được. Không được động vào hình nộm kẻo báo ứng. À, bố mày cứ động vào. Mặt nạ của hình nộm động rồi. Chắc là gió thổi. À, lấy được cái dây băng đỏ trên người hình nộm. À, động phát nữa mà. À, đéo được. Tay hình nộm bên này không thấy đâu. Ui, bên này có cái kéo này. Cứ lấy sẽ giật đứt rơm. Ông trẻ rất tin những cách nói của người xưa. Làm vậy ông ấy sẽ mắng tôi mất. Nếu như sửa hình nộm chắc chắn sẽ không phạm điều cấm kỵ. Lấy thôi, sợ đéo gì. Nếu như sửa hình nộm chắc chắn. Sửa hình nộm là sao? Ui, đại hội khiêng kiệu này. Kiệu hoa. Tối thế này sao còn kết hôn? Sao lại không thắp đèn lồng? Thật là đáng sợ. Sao lại đứng yên đó vậy? Đáng sợ quá, tôi không muốn qua xem đâu. Rơm khô rải rác nhiều quá, không tiện lấy. À... ồ, từ từ đã. Mình lấy được cái dây băng này. Cái dây băng này để làm gì ta? Bên ngoài đường thì mình sẽ đéo đi được rồi đúng không? Xe của tôi dừng ở kia. Chỗ này thì rơm khô rải rác không tiện lấy. Quay lại đi. Ủa, thế cái dây băng này để làm gì ta? Đây thì mình kiểm tra hết rồi này. Này thì không có gì nữa. Này thì phải có cái tô vít này. Sửa hình nộm không? Thế mình lấy từ hình nộm mà. Không phải. Cái công tắc đèn, công tắc đèn đâu? Đéo phải. Từ từ, từ xem nào. Hay là đem về để bó rơm? Chỉ có một sợi dây, chắc chắn không buộc chặt được. À, thế thì mình sẽ cắt dây này ra. Thành nhiều đoạn. Dây băng bị cắt thành 3 khúc. Sau đấy mình sẽ mang ra để mình bó rơm. Bó rơm khô. Một bó rơm để làm gì nhỉ? Tiếp thì đéo được. À, để đốt cho sáng, sau đấy vào kho. Đây có nến. Đủ ma nến điện. Để lau cửa sổ. Sửa hình nộm. Đúng. Tôi thực ra là tôi vừa nghĩ đến sửa hình nộm xong rồi, nhưng mà công comment nhanh quá. Tôi sẽ thay cái tay này bằng hình nộm. Tay hình nộm bên này không thấy đâu nữa. Rồi. Sửa xong cánh tay như vậy là làm hỏng bên kia cũng không liên quan gì. À, ok. Theo mình sẽ giật bên này ra. Sao lại tự rơi ra rồi? Rơm cũng không thể đứt mà. Rơm cũng không đứt mà. À, chắc chắn phải có giải thích hợp lý. Nguyên nhân là gió lớn quá thôi. Tôi không nên nghĩ quá nhiều. Dụng cụ để kẹp than, gọi là cái kẹp than. Đúng. Địch. Phải cứt thật. Kẹp than. Kẹp than để làm cái gì nhỉ? Tôi hiểu rồi. Kẹp than để kẹp than. Kẹp than. Kẹp than để làm gì nhỉ? Từ từ, cái này có vẻ là... à, cái này nó cũng ngang cái tô vít.
Đéo phải. Kẹp than để làm gì? Để kẹp bó rơm. Xem. À, để kẹp khúc gỗ. Để kẹp mặt nạ, lấy mặt nạ. Để kẹp cửa sổ. Đi hỏi ông trẻ. Kéo được. Thế để làm gì nhỉ? Không phải mở cửa sổ thì có tác dụng đéo gì đấy. Kẹp cái đéo gì nhỉ? Để kẹp người yêu? Không phải, không đã có người yêu đâu mà không hiểu. Không phải để kẹp người yêu. Nó phải có một cái tác dụng gì đấy. Để kẹp lá cây. Chà, làm sáng lắm. Trèo qua cửa sổ không được này. Đây là nhà kho. Nhà kho sát phòng ngủ. Để làm gì nhỉ? Bát hương á? Không, không phải bát hương. Bí thế nhở? Hình phát xem nào. Vào kho chỗ dây đèn bị đứt, dùng kìm gắp than, sau đấy kéo mở đèn trong phòng. À, đâu, dây bị đứt đâu? Đâu, làm gì có. À, ui dồi. Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo. Chắc chắn khói thuốc không có gì là bổ béo. Tôi nhìn nhầm rồi. Cho dù là trộm cũng không thể trèo cao như vậy được. Rồi đã, bật điều điện mẹ rồi. Thực ra là nói thật với cả các bạn là tôi đéo nhìn thấy là đây có một cái dây luôn đấy. Chứ còn nếu nhìn thấy dây mình đã biết là cái kẹp than để làm gì rồi đúng không? Đây là một cái băng Check 13 album mới của Mono. Băng trong băng nhạc bị kéo ra rồi. À, cái này sẽ có một cái khác để mình tua lại. Đây là máy tua băng. Nhưng mà không có băng nhạc và không có pin. Một cái tivi bị hỏng, một cái xe đạp thống nhất. Một cái cốc. Bút máy cạnh lục giác. Thứ tự hình như không đúng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ký tự. Quá. Oh, fuck. Khó thế. Công nhận phần 3 này nó mẹ có nhiều câu đố nó khó kinh khủng luôn. Thế móng tay làm bằng đồng cũ, đầu nhọn đã mòn. À, cái này để mở búp bê, chắc chắn là như thế rồi. Cái bút máy để làm gì nhỉ? Cái bút máy để chọc vào đây và quay cuộn bằng. Mẹ độ ơi. Miến trộn. Miến trộn ngon lắm em ơi. Mình lấy cái băng, mình để vào đây nhưng mà mình đang không có pin. Nắp vẫn chưa mở à? Bấm nút Eject. Giới thiệu cả bạn, nếu như các bạn không biết nha, thì đây sẽ là nút Eject. Sau đó mình để băng vào. Sau đó mình đậy nắp vào. Nhưng mà mình đéo có pin. Ừ, cái thế nhỉ. Rồi, mình đi mở búp bê đi. À, ôi dồi ôi, trong con búp bê kia đéo chẳng có pin. Đúng không? Ơ, ông trẻ mở cụ cửa thôi. Khách khứa đến đông từ lúc nào vậy? Nói thì thầm gì thế? Ô, làm đéo có ai mà khách khứa? Chưa ngủ sao? Tới chào thang tiên cô đi. Thang tiên cô có họ hàng với nhà ta. Vai vế cao.
con phải gọi là bà cố dì, rất có bản lĩnh, đỡ đẻ được, đuổi ma được, trêu FA được, cái gì cũng biết. Và đây là thang cô đây à? Ông nghe cứ nói quá, trong thôn này lận về tổ tiên ai chả có chút họ hàng, chút tài mọn của tôi cũng chỉ là xua đuổi vận rủi, đuổi ma gì chứ. Bà Thang có vẻ khiêm tốn. Đây là Mạc Khanh phải không? Tấn tú quá. Hãy gọi tôi là bà Thang, đừng gọi là bà cố gì, nghe già quá. Con chào bà Thang ạ. Mạc Khanh đi ngủ đi. Nào, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Từ khi thôn Trang Linh bỏ hoang tới giờ đã nửa năm rồi phải không? Ôi rồi ôi, đây là thôn Trang Linh không ạ? Bà Thang này chính là cái bà già mà ngồi ở ngay ngoài cái đền. Phải bà Thang này không nhỉ? Đúng rồi, là bà ấy là người ngồi ở ngoài cái đền mà lúc mình vừa quay trở lại thôn Trang Linh. Cái câu chuyện bây giờ là cái thôn Trang Linh này, cái thời điểm ông Khanh này, thằng Khanh này nó đến là trước thời điểm của Mạc Kỳ hay là sau thời điểm của Mạc Kỳ thôi. Hoặc nhiều khả năng ông Khanh này chính là con của Mạc Kỳ, bắt đầu lớn rồi và có người yêu quay trở lại thôn. Nhiều khả năng như thế, nhưng mà rồi sau mình sẽ rõ, tôi nghĩ là như thế. Đột nhiên có cái bóng lướt qua cửa sổ. Lại tới nữa rồi. Hôm nay còn tệ hơn bình thường. Thôn dân A. À đây là thôn dân. Đúng là không ổn. Chỉ e là có thứ kỳ quái gì đó thật. Đúng vậy. Từ lúc đó trong thôn thường thấy thứ không sạch sẽ, thường có người mắc bệnh. Chỉ e là những thứ tà môn trong thôn ở Thượng Du không có người tế lễ, chạy hết cả ra rồi. Họ lại nói chuyện gì mê tín gì vậy? Tìm xong đồ thì mau đi thôi, tôi không muốn nghe chuyện đáng sợ nữa. Nếu như Đồng Đồng ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ rất hứng thú. À, con Đồng Đồng ngoài tính trẻ trâu thì lại thích nghe chuyện ma, thích tìm hiểu những thứ bí ẩn. Mẹ, thằng này chọn người yêu cũng khéo lắm cơ. À đây có tiếng voi này, tiếng voi mình để nhỏ xuống là được. Lấy pin đã. Đấy, được hai cục pin con ó. Ok. Tháo pin ra rồi mà. Con từ nhỏ đã thích chơi búp bê, lớn lên sao vẫn không có khí chất đàn ông chút nào. Đi ngủ đi, đừng ở đây mà làm mất mặt ta nữa. À, không phải, con búp bê này hết pin rồi, sao búp bê lại tự cử động được? Có căn cứ khoa học pin nào còn thừa không? Tôi không hiểu những thứ này lắm. Mấy ông cái chat cũng đéo hiểu. Tôi là người chơi tụng đéo hiểu. Thì mày hiểu thế đéo nào được. Đi lắp pin à? Ơ, sao tự nhiên đây có đôi găng tay? Nãy có không nhỉ? Ở đây. Thành kính mời nương tử đưa con tới. Thành kính mời nương tử đưa con tới. Thành kính mời nương tử đưa con tới. Đây là giọng của ông trẻ, nghe trẻ hơn bây giờ một chút. Là ghi âm từ trước đây, cũng không biết nói vậy có ý gì. Thành kính gì cơ, quên cụ nữa rồi. Thành kính gì cơ. Thế thôi. Thành kính mời kỳ nương tử đưa con tới. Nhiếp Mạc Kỳ. Đây là giọng của ông trẻ ngày xưa. Ô, thế nhiều khả năng là ông Khanh này là con của Mạc Kỳ thật. Anh cảm ơn Giang Yêu nhé, cảm ơn em nhiều. Đúng không? À, 8 chữ. Ừ đúng 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 đúng, 8 chữ, tôi phải chụp lại 8 chữ này. Thành kính mời kỳ nương tử đưa con tới. Chết mẹ rồi, đúng mẹ rồi. Câu chuyện là có vẻ phức tạp dần đều lên rồi đấy.
Khoan đã, giờ quên mẹ ở đây rồi. Thành này, Kính này, Mời này, Nương này, Tử này. Xe xe cục cục này. Khoác. Chìa khóa. Đây chính là chìa khóa của ổ khóa trên cửa sổ. Nhìn rất là phù hợp. Hình như là chìa khóa của ổ khóa trên cửa phòng khách. À, nói ra thì đéo có một cái gì cả. Các người muốn làm gì? Buổi tối mở cửa của tôi ra là hành hung đấy. À, Đồng Đồng bị mở cửa. Ai mở cửa nhỉ? Tại sao ngoài cửa phòng khách lại tụ tập nhiều người như thế? Thế nãy giờ đéo thấy ai luôn. Từ ngày mà Khanh nói với tôi muốn cưới cô ta, trong thôn không có chuyện tốt đẹp. Hôm nay cô ta vừa tới, những thứ không sạch sẽ lại càng trở nên tồi tệ hơn. Ôi, cô ta chắc chắn là sát tinh, tới để khắc nhà chúng ta. Cô là bà Đồng, sao lại không hiểu chứ? Chắc nói với cả bà Thang. Hoang đường. Tôi đây là bà Đồng, đâu phải bà điên. Còn chưa làm rõ ràng, sao có thể vu oan cho cô ấy? Đúng. Bà Thang là tỉnh táo hơn ông trẻ này. Ôi, không nói nữa, trừ tà cho cô ta là biết thôi. Một người dân bê một chậu không biết là thứ gì hất về phía Vương Kiều Đồng. Thân Mặc Khanh lập tức xông lên nhưng không kịp ngăn cản. À, đấy là lý do tại sao mà nó bị bẩn, xong rồi nó phải ra sông rửa. Tại vì câu chuyện mà mình đang theo dõi là trước một tiếng khi mà hai đứa này lái xe rời khỏi thôn Trăng Linh. À, đây là gì? À, túi bẩn hết rồi. Người dân thôn này đầu óc có vấn đề hết rồi. Tôi muốn về nhà. I want go home. Ông trẻ, sao ông lại có thể làm như vậy? Hơi quá đáng rồi. Ta cũng là vì muốn tốt cho con. Không nói nữa. Lúc này còn quan tâm gì nữa? À, đàn bà hám hư danh như cô ta bỏ luôn đi cho rồi. Ông trẻ căng thẳng. Thế nào? Không phải. Đồng Đồng. Ừ, cô ấy. Anh Khanh ơi, tới nước này rồi, chúng con không thể ở lại đây được nữa. Con sẽ dẫn Đồng Đồng về thành phố. Thôi sao? Anh Khanh dỗi rồi. Chiêu này có chút tà dị, sợ là sẽ dẫn dụ thứ không sạch sẽ nào đó tới. Mặc Khanh, chúng ta ghi lại số điện thoại. Nếu gặp chuyện kỳ quái thì hãy tìm đến tôi. À, nếu như thực sự Mặc Khanh. À, sao lại Mặc Khanh? Mặc Khanh. Ủa, uầy, con của Mặc Kỳ thật. Không ạ, nó là Mặc Khanh. Ơ kia là Mặc Kỳ mà, sao để là Mặc với Mặc phải là một phương ta. Mặc Kỳ hay Mặc Kỳ? Tức là Mặc Kỳ hay là Mặc Kỳ nhỉ? Mặc Kỳ mà đúng không? Bố của Mặc Kỳ á? Mặc Kỳ ngày xưa là cái gì Mặc Kỳ nhỉ? Nhiếp Mặc Kỳ à, nó lấy theo họ bố cơ mà không? Thế chồng của Nhiếp Mặc Kỳ tên là gì nhỉ? Cái nhân vật chính của phần 1 tên là gì nhỉ không nhỉ? À, Ninh Tử Phục mà. Thế đéo phải. Sai. Chúng ta ghi lại số điện thoại, nếu gặp chuyện kỳ quái thì hãy tìm đến tôi. Hoặc là nó là một câu chuyện xảy ra song song ở cái thời Nhiếp Mặc Kỳ. Vì lễ phép, Thân Mặc Khanh lấy điện thoại trao đổi số với cả bà Thang. Chắc chắn là sau này kiểu gì cũng phải gọi điện lại cho bà Thang rồi. Ôi, đây là điện thoại iPhone 14 Pro Max Deep Purple à. Bà cũng sành điệu ghê. Tôi không biết dùng cái này, miễn cưỡng dùng điện thoại cục gạch thôi. Ông trẻ tự nhiên này, xuống giọng nhé. Anh Khanh ơi, anh Khanh. Thân Mặc Khanh còn định nói gì với ông trẻ, nghĩ xong lại thôi, quay người chạy về phía bạn gái. Không lâu sau, ông trẻ tính tình kỳ quái, mâu thuẫn với người nhà anh em nên đã lâu không qua lại. Thực ra ông ấy rất tốt, đặc biệt là đối với ba anh và anh, giống như đối xử với con trai và cháu ruột vậy. Chỉ có điều ông ấy hơi mê tín, đòi anh ảnh và bát tự của em xong nói chúng ta không hợp. Nói rằng đọc trong sách như vậy. Thế anh còn dẫn em đến cái nơi quỷ quái này làm cái gì?
Anh cố tình phải không? Để ông trẻ dạ oai với em. Không phải đâu Đồng Đồng. Túi cũng làm bẩn rồi, đây là thứ bẩn thỉu gì vậy, rửa không chịu sạch. Anh không ngờ ông trẻ lại như vậy. Sao anh không nghĩ tới chứ? Là ông trẻ của anh mà, đồ ngốc. Đồng Đồng, em một đi chơi hơi xa rồi đấy. Rồi xong rồi gặp quả này. Đây là câu chuyện xảy ra như lúc nãy đúng không? Anh xe kẻ dưới hố bùn của anh xuống xem nào. Ờ công nhận tôi cũng thấy con kia khó chịu và là thì ghét và cứt. Xe con này đi giặt đúng không? Câu chuyện yệt như lúc nãy. Đồng Đồng chúng ta đi thôi. Ờ đây lại tiếp tục đây. Sau khi mà giặt xong thì Đồng Đồng bị lôi xuống sông. À đó là cái gì vậy? Đúng. Bùm mẹ xuống nước. Ô cũng nhảy xuống luôn. Ui. Ui mẹ nổi cả da gà. Ê. Các bạn nào mới đô đết không? Làm chưa nữa nhở? Cảm ơn Đình Trường nha. Nào, làm quân chương tiếp đi. Bấm vào sang chương tiếp theo này. Không lâu sau. Sau khi về nhà, thân Mạc Khanh đỡ Vương Kiều Đồng lên giường. Uầy, chắc là làm choác. Cho tỉnh lại. Khanh Khanh, em vừa lạnh vừa mệt. I want to sleep. Đừng ngủ vội. Hãy lau khô người cho ấm rồi tắm đã. Ngủ như vậy sẽ bị cảm đấy. À, nghĩa là lúc nãy Đồng Đồng thực ra là nó nghĩ nó sẽ bị trượt chân, nhưng mà nó bị kéo xuống, sau đấy thằng này nhảy xuống vớt nó lên. Nhưng mà tại sao lại có cái cảnh kiểu mấy đứa đứng ở trên bờ sông trông kinh vậy cứt nhỉ? Ơ, hãy cảm ơn Lily nhá, chưa ngủ à Lily? À, trong nhà sao lại cũ kỹ thế này? Đây chắc là phòng trọ của anh Khanh. Sao vậy? Không sốt, chán lại lạnh tới bất thường. Đừng ngủ, tỉnh lại đi Đồng Đồng. Đồng Đồng, em đừng dọa anh, ốm rồi sao? Thân Mạc Khanh cầm điện thoại iPhone 14 Pro Max Deep Purple định gọi cấp cứu. Điện thoại không gọi được. Lẽ nào ngâm nước hỏng rồi? Ơ, thoại cứ đéo gì. Đột nhiên cảm thấy lạnh toát. Lạnh quá. Cửa sổ không mở, hôm nay thật là nhiều chuyện kỳ quái. Không nghĩ đến những thứ này nữa, chúng ta đi thẳng đến bệnh viện. Ơ, đi bệnh viện mà. Ta cần phải nhanh chóng đi, không cần tới nhà bếp. À, bên này là nhà bếp. Sau khi thân Mạc Khanh bước ra khỏi cửa, phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng khách. Ơ, sao tôi lại về lại rồi? Việc này lẽ nào là có thứ không sạch sẽ thật sao? Phải gọi điện cho bà Thang rồi. Lẽ nào trong nhà có một thứ gì đó? Phải làm sao đây? À đúng rồi, bạn bè có tặng chúng ta một chiếc châm ngọc, nghe nói có thể trừ tà. Châm ngọc à? Châm ngọc ở đâu ta? Khóa rồi, chắc là trò đùa ở Đồng Đồng. Cũng không biết chìa khóa giấu ở đâu nữa. Làm ván FIFA đã, tay cầm lên này. Chìa khóa. Đèn nhấp nháy, có chút tiết tấu. Là vấn đề điện áp hay là vì cái vấn đề gì đấy? Ui, quạt tự nhiên chạy này. Ô bay công mẹ từ lệch vào bếp này. Quạt gió sao lại tự chạy? Phía sau lịch treo tường là chìa khóa. Như vậy việc này cũng thật thôi. Bây giờ cần kíp là đưa Đồng Đồng tới bệnh viện. Đấy, chìa khóa. Mở cái tủ. Lấy cái châm. Tìm được rồi, chính là chiếc châm ngọc chạm khắc một con. À, một con uyên ương. Tại sao lại một con uyên ương? Hy vọng là có tác dụng. Cái châm này có thể trừ tà. Ừ.
Sau khi Thân và Khanh lấy được châm ngọc, quả nhiên là có thể thuận lợi ra khỏi cửa. Sau đấy anh ta về phòng cõng Vương Kiều Đồng đưa cô ấy lên xe. Lại gặp Kiệu. Kỳ lạ, phải tới bệnh viện từ lâu rồi chứ, con phố này hình như là mới đi qua rồi. Hình như tôi cứ đi loanh quanh trên con phố này giống như tình hình ở nhà. Hay là đây là quỷ đả tường? Quỷ đả tường là cái đéo chứ. Đồng Đồng thường thích kể với những câu chuyện này hay dọa tôi, không ngờ hôm nay gặp phải thật. Tại sao châm ngọc lại không có tác dụng? Tôi xuống xe xem thế nào. Tôi chưa kịp xuống xe thì vợ tôi gọi điện. Alo. Ok. À, đến cái đoạn là nó sẽ bị, nó bị kẹt ở cái đường này rồi đúng không? À, điện thoại gọi được rồi. Số điện thoại này là bà Thang. Alo, bà Thang à? Mạc Khanh à? Sau khi hai đứa đi chuyện lạ trong thôn cũng chấm dứt, ông trẻ của con máy mắt liên tục, lo rằng có thứ không sạch sẽ đi theo hai đứa. Hai đứa không gặp chuyện gì kỳ quặc chứ? Thân Mạc Khanh nói sơ qua về các việc kỳ quặc vừa mới gặp phải. Quái lạ. Bây giờ con gặp phải quỷ đả tường rồi. Có cách thế này. Con lấy điện thoại chiếu sáng, nói không chừng sẽ nhìn thấy chút gì đó. Điện thoại thực sự có tính năng này sao? Nghe có vẻ điêu điêu. Được rồi, để con thử xem. Sao rồi? Nhìn thấy gì rồi? Hình như là một người giấy đứng trước điện thoại nhìn con. Trong điện thoại mới nhìn thấy con là người giấy. Thật đáng ngờ, hình như là từng nghe ở đâu đấy rồi. Già rồi không nhớ ra. Ta vẫn đang ở trong thôn của con. Để ta gọi người lên núi tìm đống sách của ta. Nói không chừng thì có nói tới. À, vậy bây giờ phải làm sao? Con sợ lắm, bà giúp con báo cảnh sát đi. Quỷ đả tường là quỷ nhốt trong người vào biên giới âm dương. Con không đi ra đường, người bên ngoài cũng không nhìn thấy con. Là sao? Quỷ nhốt trong người vào biên giới âm dương. Con không đi ra đường, người bên ngoài cũng không nhìn thấy con. Có cách này, con hãy châm một điếu thuốc. Như vậy có thể phá quỷ đả tường. Sau đó mau tới bệnh viện, sắp xếp xong xuôi về thôn đón ta, dẫn ta đi xem cô ấy gặp phải thứ gì. Được thôi, cảm ơn bà Thang, để con đi. Kiểu bị ma dắt á. Mẹ nghe kinh thế nhở. Điện thoại vẫn không gọi được. Bây giờ tới màn hình cũng vỡ rồi, nhưng mà vẫn có thể dùng bình thường. Ba số. Giờ Tí. Sĩ Hòa Vi Quý. Giáp cưới này bị khóa. Ba số. Cửa khóa rồi, trên giấy niêm phong viết mở cửa, có bất ngờ. Một chén nước sạch, một chiếc gạt tàn không. Trông có vẻ là không còn gì cả. Trong kính có viết số 5346-80862. Hình như từng nhìn thấy chữ song hỉ thế này ở đâu đấy rồi. Tượng thần tài hình như thiếu một thứ gì đó. Ủa, tượng thần tài thiếu cái gì ta? Cái băng dính này giật tay ra được mà nhỉ? Cái số đấy tí nữa. Tí nữa rồi mình dùng sao? Lục bảo các. Đồ dùng tang lễ âm dương. Lục bảo các. Vào đây được. Ôi, vào đây được. Ui.
Trong tiệm toàn là tượng thần Phật và pháp khí, tại sao còn gặp quỷ đả tường ở gần đây? Từ từ nha, nó có liên quan đến cái gì? Đừng vứt tàn hương khi đốt hương đi. Hương là bảo vật, tàn hương cũng là bảo vật. Dùng tàn hương làm phân bón có thể giúp hoa cỏ lớn nhanh, còn có tác dụng trừ tà trấn trạch. Ngoài tác dụng trong Phật học, đạo học ra, tàn hương còn có tác dụng tuyệt vời trong cuộc sống, giống như tàn thuốc. Tàn hương sau khi trộn với nước có thể lau sạch vết bẩn cứng đầu trên kính. À, bảo sao bên ngoài có một cốc nước lọc men. Kiến thức canh giờ không thể không biết. Bắc là thủy, nam là hỏa, đông là mộc, tây là kim, giữa là thổ. Người xưa nhìn sao biết được thượng bắc hạ nam. Gần mộc hỏa càng mạnh, giờ thìn tài vận càng vượng. Dậy sớm tài vận càng tốt. Cái này lại đã. Cái này lấy bát rồi. À thôi cứ để đấy tí anh kia. Cứ lấy bát thôi. Có rất nhiều cách nói về ngũ lộ tài thần, trong đó đại ngũ lộ tài thần lưu truyền rộng rãi nhất. Ui đây rồi. Văn khúc tinh quân, tỷ can tay cầm như ý. Quan thánh đế quân, quan vũ tay cầm quan đao hoặc là xuân thu thư tịch. Ôi cái này chắc chắn là phải chụp lại để sắp tới sẽ có một bài toán về những cái bức tượng này sẽ cầm những cái gì. Hết. Đấy là tất cả những gì trong cái quyển sách này. Tôi nghĩ là nó cũng rất chi là có ích đấy. Ga không còn nhiều, một cái bật lửa. Nhưng cái đầu tiên này. Như là không thủy hòa thổ rồi này. Cái này thì tàn hương sẽ kết hợp với cả nước trắng để lau sạch đồ trên kính. Tối quá bật đèn lên đi, thắp hương. Đeo thắp được hương. Ba chưa bật. 1, 5. Đây là bật hết điện lên này. Ồ, sáng luôn. Đây là cái đài mà đang phát tiếng. Lại là một chiếc đĩa không. Đéo có gì bất thường cả. Kiếm à? Hình như còn thiếu thứ gì đó. Ô đây là giờ mà. 1, 2, 3. Nếu như đây là kim giờ hoặc kim phút thì nó còn thiếu một kim nữa. Đây đúng là một cái đồng hồ đúng không? Nó sẽ cho mình biết về giờ. Trên bàn đặt mô hình đĩa vàng. Tấm vải đỏ này phủ tượng Phật đang ngồi sao? Hết mẹ rồi, đây không còn gì. Nhưng mà ít nhất thì mình đã biết về cái công thức để giải một cái gì đó. Mình đi ra ngoài thử xem nào. 1, 2, 3, 4, 5. Cũng không đi qua giao lộ này được. Nguyên nhân là gì đây? Có gì à? Thế hết mẹ dữ kiện rồi. Hết mẹ dữ kiện rồi. Mình cần một cái tàn hương. Đây rồi. Gần đây không nhìn thấy ai cả, nhưng mà cơm và canh vẫn còn tỏa nhiệt, vẫn còn nóng. Ô, đây có cái đồng xu. Trong bát không biết là nước đen gì. Ui ôi, khó thế. Năm. Kim mộc thủy hỏa thổ à? Chứ không phải kim mộc thủy hỏa thổ. Nghe nó là giờ nhỉ. Cái bát nước này thì phải đổ đi để lấy được cái đồng xu ở bên trong. Hết sự kiện rồi. Một chiếc gạt tàn không. Mình cần một điếu thuốc, chén nước sạch. Lấy điện thoại xem đường nhé.
Đây là người giấy, chỉ có điện thoại mới nhìn thấy có lẽ nào. Chụp cái ảnh đã. À, bọn người giấy nó đang chặn đây, bảo sao mình đéo đi được. Mở cửa có bất ngờ. Cái này tí nữa mình sẽ phải lau. 5 chỗ chữ người giấy. À. Thực ra nãy tôi cũng để ý đến 5 cái chữ này rồi đấy, nhưng mà tôi vòng qua thử bên khác xem mà các bạn có kiểu anh em mình có cùng một cái tần số với nhau không? 5 chữ chắc chắn là áp dụng ở đây rồi. Chữ đầu tiên là chữ chém chém. Đéo phải chữ này, ô kìa. Ồ, nó là chữ này. Thứ hai là chữ vuông vuông. Thứ ba là chữ nửa vuông, nửa giống chữ đầu. Thứ tư là chữ giống chữ đầu tiên. Chữ thứ năm là chữ đéo giống các chữ còn lại. Ồ, cách đen sao không thấy nữa rồi. Đấy, cái này đã. Mặt dây chuyền dùng tiền cổ trang trí. Cái này sẽ lắp vào cái này để treo vào đây. Ồ, ủa sao lại bỏ qua là sao? Roi vàng hơi co lại, không biết là đồ chơi hay gì. Roi vàng à? Ô, từ từ đã. Cái tranh này hình như là của mấy ông ở bên ngoài thì phải. Hình ngũ lộ tài thần. Ngũ lộ tài thần. Chính nó. Ngũ lộ tài thần. Có roi vàng. Thiếu một con rắn. Quyển sách có rồi. Thiếu một cái trượng hình con rắn. Là xong. Quyển sách. Thiếu một cái đĩnh vàng nữa. Một cái đĩnh vàng và một cái tự một cái trượng hình con rắn. Trên bàn đặt mô hình đĩnh vàng đây này. Đúng rồi, phải lấy được cái này chứ nhỉ. Mình cần lấy cái đĩnh vàng ở đấy mà. À, không biết tại sao màu dạ quang khác với bề mặt. Phải tắt điện đi thì mới nhìn thấy được. Cứ lấy đồ như vậy không hay lắm. Cũng may trên người có tiền mặt. Thân Mặc Khanh để lại một ít tiền trên bàn thu ngân. À, thằng này cũng tử tế phết đấy. Để nốt đĩnh vàng đây. Vẫn còn thiếu một cái gậy nữa. Tôi nghĩ là nó vẫn phải ở trong đây, phải có một cái gì đấy. Là một chiếc đĩa không? À, vẽ hình bùa chú phức tạp. Từ từ nhá, cái bàn thờ này để lấy bùa, cái này để lấy đĩnh vàng, cái này giải xong rồi. Bức tranh này là dữ kiện tiếp theo. Thế còn cái này?
Cái này là cái gì? Đúng không? Đây chắc chắn phải có một cái gì để lấy đồ. Cảm ơn Hiếu Phò nha, cảm ơn em. Dán lên tượng đỏ. Không phải. Không phải dán lên tượng đỏ. Cái này xong rồi. Còn cái này. Bật lửa để đốt cái khăn đỏ. Nó là cái cửa hàng của người ta thì chắc chắn nó không phải là để đốt rồi. Không đốt được. Không phải à, trò này không có kết hợp đồ với nhau nên là hai cái này nó sẽ không thể đốt với nhau được. Dùng để sao chép xong dán lại lên am thờ Phật. Sao chép xong dán lại lên am thờ Phật. À, hay là đốt nhỉ? Đốt để lấy tàn, sau đấy pha với nước để lau kính. Sao chép để dán hai bên à? Có nghĩa là tôi phải tìm một cái chỗ nào đấy để tôi có thể sao chép được cái đấy. Nhưng là điếu không? Xem tên cửa hàng đi. Tiệm à. Dùng đồ tang lễ. Cơm của mã số không có. Bí phết nhở. Công tắc điện có cái hộp mực. Hộp mực với bút này không lấy được. Đèn này không lấy được. Số đũa trên bát cơm 131 à? Ý các bạn là như thế. Sai. Không đơn giản thế. Ê, thế này đi. Tôi nghĩ em mình phải hin rồi đấy. Phải hin rồi đấy. Về lại trước cửa bách niên hảo hợp, chỗ hộp trong tay thượng người lão. Nhập số nhìn thấy trên cửa sổ. Dịch thọ đường và 042 nhận như ý. Tại sao nó lại là số 042 ở đây nhỉ? Tại sao nó lại là 042 ở đây nhỉ? Ai giải thích cho tôi cái? Biết là mở cái đấy sẽ được gợi như ý rồi. Số nhà, không phải số nhà. Cửa sổ có số nhưng mà đây là 8 số cơ. Đang chưa hiểu được cái số 042 đấy nó ở đâu. Nhìn thấy trên cửa sổ.
tổng các số á. Sao tổng các số lại là 420 được? 042 5 cộng 3 là 8. 8 cộng 4 12. 12 18. 18 26. 26 cộng 8 là bằng 34. 34 cộng với 8. Ồ. Oh. 34 cộng với 8. Ồ. Oh. 42 thật. 8 8 4 12 18 26 26 cộng 8 34 34 cộng 18 là 42 thật. Ui khó thế. Nó này hơi khó đấy. Nhưng mà tôi nghĩ như thế là hợp lý nhất mẹ rồi. Cứ cho là như thế đi. Rồi đặt cái này vào đây. Rồi đủ rồi. Đồ đã tìm đủ rồi. Hình như vị trí sắp xếp có yêu cầu gì đó. Theo đúng hình lúc nãy. Ông quan có sợi lông trên đầu là ông này. Ông ấy sẽ cầm gậy vàng. Ui khó thế. Ông đứng giữa sẽ cầm cái này. Ông bên dưới sẽ cầm cái này. Ừ. Ờ đúng mẹ luôn rồi. Ôi mình đỉnh vào đấy. Bên cạnh vọng lại tiếng mở cửa. Ui. Bừa bộn quá. Cửa tiệm này hình như bỏ hoang đã lâu. Ở đây toàn là người giấy và vòng hoa. Không có thứ gì có tác dụng cả. Tôi vào trong xem sao. Điện thoại giấy. Cũng không biết có dùng tới không. Đốt cho những người giấy kia để chúng thả tôi đi có được không. Có điều nhiều ma như vậy chỉ đốt một cái không đủ chia. Điện thoại bằng giấy. Cái này tôi nghĩ là tí mình sẽ đốt được gạt tàn. Và mình sẽ lấy cái tàn giấy. Sau mình sẽ pha với nước để mình đi lau ở trên cửa kính. Miếng giấy nhỏ cầm cả đi, vạn nhất dùng tới. Một cái khóa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mã. Như lúc nãy tôi nhìn thấy 5 cái chữ đỏ ở đâu rồi nhỉ. Thiếu một linh kiện. Kim mộc thủy hỏa. Thổ ở giữa. Thiếu nước thổ. Vết bẩn quá nhiều nhưng không rõ bên trong. Cái này sẽ dùng với cái gạt tàn để lau cửa kính. Một quyển sách. Mơ thấy tiếng chuông. Đại hung. Mơ thấy người giấy. Đại cát. Mơ thấy kiệu hoa. Đại hung. Mơ thấy cây. Trung hung. Mơ thấy tiền giấy. Tiểu cát. Mơ thấy châm, mơ thấy gương, mơ thấy quan tài. Ủa? Là sao ta? Đây rồi, đây là những giấc mơ. Cái quan trọng là mơ. Quan trọng là mơ thấy gì đúng không? Thứ tự ở trang 2. À 2345. Mơ thấy chuông. Ok. Chuông, quan tài, kiệu, gương, cây. Gương, cây. Người giấy. Đây là cái gì? Tiền giấy. Cây. À rồi, ok. Thứ tự sẽ là chuông. Mơ thấy chuông. Đây là mơ thấy chuông. Thứ hai là quan tài. Mơ thấy quan tài.
đúng không? Ba mơ thấy Kiệu Hoa. Mơ thấy Kiệu Hoa. Giống cái đầu tiên à? Đúng rồi. Tiếp theo mơ thấy gương. Đúng rồi. Cái này luôn. Mơ thấy quan tài. À, tiếp theo là mơ thấy cây. Tại sao giống nhau? Tại vì mơ thấy mấy cái đấy nó chỉ có loanh quanh mấy cái là đại cát này, là kiểu đẹp này, xong đại hung này, trung hung này, đấy loanh quanh nó có mấy cái đấy nên nhiều cái nó giống nhau. Trong tiệm đồ tang lễ có mèo chiêu tài và còn giấu trong tủ, đúng là cất giấu ác ý. Cờ nhỏ trang trí có viết hai chữ kiến hỉ. Mèo chiêu tài không ngừng vẫy tay. Điện thoại giấy và đèn giấy. Xoay thử phát xem đây có gì. Đây không có gì cả. Tôi thấy chỗ này bắt đầu clear rồi đấy. Bây giờ mình sẽ ra đây để mình đốt. Điện thoại lại đổ chuông. Là ông trẻ gọi tới. Anh ơi, nghe nói các con gặp chuyện kỳ quái. Có phải thứ mọi người hất có vấn đề hút, hay mọi người cho Mạc Khanh hút một cái gì đấy vào lúc 4:20? Có phải thứ mọi người đều có vấn đề, đồng đồng hôn mê tới giờ chưa tỉnh? Con đừng oan uổng ông trẻ, đó là máu chó đen dùng để trừ tà, sao lại có thể khiến người ta hôn mê được? Cô ta rửa mặt ở sông, sau đó đụng phải thứ gì không sạch sẽ sao? Đồng đồng khi đó không biết tại sao lại ngã xuống nước. Con xuống cứu cô ấy thì thấp thoáng thấy có người giấy đứng trên bờ. Quay người lại nhìn thì không thấy nữa, lẽ nào dưới sông có ma? Ai giời, đám trẻ các con chả hiểu gì cả. Hôm nay là ngày gì? Ngày mùng 3 tháng 3. Ôi, 3 tháng 3 là tảo mộ Thanh Minh, Tết Thanh Minh. Ngày 3 tháng 3 là ngày gì đặc biệt sao? Ngày 3 tháng 3 là Tết Thượng Tị, chính xác là Tết Quỷ. Bây giờ người đón Tết này không nhiều, nhưng ngày này tắm là trừ tà và cầu hôn nhân. Sao lại có thể gặp ma quỷ chứ? Phải biết là thôn Thượng Du thờ cũng quỷ thần tà vật. Dòng sông đó chảy qua bãi tha ma và miếu thờ của thôn đó, nói không chừng cũng mang theo cả tà khí. Cô ta rửa mặt ở sông không phải là tìm ma cầu hôn hay sao? Nói không chừng là bị quỷ thần của thôn đấy chú ý là ma cưới vợ. Ui dồi ôi, câu chuyện là tại con kia đi ra sông rửa mặt cho nên là bây giờ bị mẹ mày ma theo, hiểu không? Tôi chưa gặp việc thế này bao giờ, nhưng nghe nói cũng có lý. Trước đây có tục lệ đốt tân nương giấy tế thần. Thượng Du là bãi tha ma, nói như vậy tấm gỗ mình nhặt để kê bánh xe kia quả nhiên là tôi ăn cứt mẹ rồi. Thôi kệ đi, về nhà thôi, đừng ngăn cản quỷ lấy vợ, sẽ bị chúng hại đấy. Nhà họ thân chúng ta đời này chỉ có mình con là nam giới, vợ có thể tìm người khác tốt hơn, đúng không nào? Nghĩa là tốt chia tay. Không đợi ông trẻ nói xong, thân Mạc Khanh liền ngắt điện thoại. Tốt được không nhỉ? Từ từ nhé. Để cái đèn giấy cả cái điện thoại này để làm gì ta? À, để cúng. Đây có một cái bàn thờ. Đặt vào bát giấy, một cái điện thoại. Không, đặt vào một cái nhà. Đúng rồi, đặt thêm cái điện thoại vào. Đốt. Lấy được tàn. Tàn này phải dùng gì để hốt nhỉ? Kiến hỉ. Ủa, cái tàn đấy là phải có nước đổ vào. Mà ngoài có cốc nước thì mình lại đeo lấy cốc nước được. Một chén nước sạch.
Thế thì phòng này nó phải còn một cái gì đó. Cái này để lau kính rồi này. Cái cờ này để cắm vào đâu ta? Hết rồi đấy. Cho vài đỏ điện thoại. Vài đỏ đéo nhận. Cho cờ nhỏ đéo nhận. Cái này xong rồi này. Cái này xong rồi này. Dưới đế con mèo có gì không à? Anh xem nào. Không có gì cả. Nó không ngừng vẫy tay thôi. Cho cờ đéo lấy. Cho bùa đéo lấy. Cho điện thoại alo đéo lấy. Cờ cắm vào ông thần tài ngồi ngoài cửa. Ông này không cho bấm cơ. Hin phát đi. Dùng cờ nhỏ làm chìa khóa mở cửa tiệm Bách Niên Hỏa Hợp. À, cái này thì bây giờ mới biết đấy. Này đéo nghĩ ra luôn đấy. Có thể dùng làm chìa khóa được sao? Vậy mình sẽ thử xem. Không ngờ đúng là mở được. Nói chứ cửa tiệm đồ hôn lễ này rất gần với hai cửa tiệm kia. Không ảnh hưởng tới việc làm ăn sao? Ờ, ngay gần cửa tiệm bán đồ hôn lễ. Lại gần một cửa tiệm bán đồ đám ma. Hộp khóa. Năm ký tự. Bốn ký tự. Ui ôi. Ui ôi. Đây chắc không phải là người thật. Ui mẹ, mà nó canh vậy cứ. Quả nhiên chỉ là người mẫu giả. Buổi tối nhìn thật là đáng sợ. Lấy được khăn trùm đầu dùng trong hôn lễ kiểu xưa là hàng mẫu chất liệu xấu. Dây nguồn quá ngắn. Kéo không tới chỗ ổ điện. À tí chắc là mình phải lấy cái ổ điện. Bấm cơ quan. Là sao? Ồ, linh kiện có viết chữ hỏa. Hình như là nút bấm. Ồ, lấy được chữ hỏa. Đấy là để gắn vào cái tủ lúc nãy. Ừ đúng rồi đấy. Chuẩn chuẩn hợp lý. Thế trong này hết đồ mẹ đâu thì. À máy photo. Trời luôn. Đéo nói nhiều. Cần bản gốc và giấy mới có thể sao chép. Ô đéo có giấy à. Từ từ. Để tìm giấy đã. Mà trước khi tìm giấy thì mình có thể giải được bài toán này rồi. Bài toán này giải. Bắc là thủy, Nam là hỏa. Người xưa nhìn sao biết được thượng Bắc hạ Nam. Gần mộc hỏa càng mạnh, giờ thìn tài vận càng vượng. Dậy sớm tài vận càng tốt. Ah.
thay đổi được cả cái này nữa. Thế thì mọi chuyện nó lại dễ dàng quá. Đéo, mọi chuyện nó khó hơn rất nhiều. Công đợi tôi tí nha, cái này hơi khó đấy. Cái này phải xếp đúng kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng mà nếu như tôi không nhầm thì tôi xếp đúng rồi. Mình đỉnh vãi cứt ạ. Đồ chơi cũ không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Chống lắc. Chống lắc. Cho con này lắc. Ờ đúng thật. Mèo chiêu tài gõ nhịp trống có tiết tấu. Ủa, nó gõ nhịp trống để làm gì vậy? Ờ, nó gõ cái trống để làm gì nhỉ? Từ từ, khăn để lau kính ấy đã. Nhưng mà cái này phải dấp với nước và với cả nhang thì nó mới thành cái đồ lau kính được. Rồi thế tại sao mình không nhúng ở cốc nước ngoài này xong mình vào mình nhúng vào trong kia một cái nữa nhỉ? Hoặc là mình dùng khăn để mình lau mẹ cái này. Thứ phủ vải đỏ kia hình như không đúng lắm. Tôi chết mẹ rồi. Ui, đéo lau cái này được. Đéo lau được. Bấm thử phát này. Bên dưới vải đỏ rốt cuộc là thứ gì? Tôi nghĩ tôi đừng xem thì hơn. Đéo phải tôi chưa nhúng nước mà là tôi đéo thể nhúng nước được. Không hiểu không? Đây này. Tôi không nhúng được. Chén nước sạch. Không được. Thì tôi nghĩ là chắc là phải nhúng vào một chỗ nào đấy khác. Giấy in thì cũng chưa có. Thế thì nó ở trong cái phòng này nó phải có một cái gì đấy nữa. À, cái khăn này là để kéo cái này tại vì cái này nó bị tòe, hiểu không? Hộp thuốc lá đám cưới còn lại 6 điếu. Đây rồi. Thứ mình cần đây rồi. Bây giờ ra châm điều thuốc để lấy tàn. Châm. Sau khi có tàn xong đổ nước vào. Châm thuốc rồi quỷ đá. Tường chắc đã bị phá giải rồi chứ. Mặc Khanh phát hiện ra vẫn không thể rời khỏi con phố này. Dùng điện thoại cũng vẫn có thể nhìn thấy đám ma người giấy kia. Châm thuốc cũng không có tác dụng gì. Bây giờ phải làm sao đây? Là bà Thang gọi tới. Có thể hỏi bà đấy. Tìm thấy trong sách rồi. Nói là người đấy đối cho người mệnh âm. Có lẽ ám khí biến thành ma người giấy đi hầu hạ quỷ chủ tử. Khó hiểu thế. Con nói rằng nhìn thấy mấy con bên kia sông. Vậy thì không bình thường đâu. Phải có bao nhiêu lệ quỷ có đạo hành mới điều khiển được nhiều như vậy. À, nghĩa là quỷ này là quỷ level cao không hiểu. Lệ quỷ. Vậy thì không thể đắc tội. Thôi bỏ đi Mặc Khanh. Cô ta không may khắc luôn bản thân mình. Bà Thang, bà cũng khuyên nó đi. Những điều này đều có trong sách bà cho tôi mượn. Ông trẻ có vẻ là rén vãi cứt. Sách của tôi, chỗ sách bói toán đó tôi không xem bao giờ. Xem chuẩn thì sao chứ.
Nói tôi phận bạc, lẽ nào tôi không muốn sống nữa? Bà Thang, con châm thuốc rồi, không có tác dụng gì cả. Hãy giúp con nghĩ cách khác đi. Không có tác dụng, vậy thì khó đấy. Ta cũng chưa gặp ma người giấy đả tường bao giờ. Con nói xem bên cạnh có những gì, ta xem có dùng được không. Gần đây có cửa tiệm mua đồ dùng đồ tôn giáo, chắc là có đồ để giúp được con có thể. Con có dịch thọ đường bán đồ tang lễ. Dịch thọ đường? Lạ thật, sao lại trùng hợp vậy chứ? Đó là cửa tiệm sư huynh của tôi mở. Mấy cửa tiệm bên cạnh cũng vậy. Hắn ta có chút bản lĩnh, chỉ có điều là lòng dạ bất chính, thích làm chuyện hại người để tìm mối làm ăn, sau đó bị báo ứng. Con gái tôi theo hắn học nghề cũng bị vạ lây, đúng là tạo nghiệp. Hắn có rất nhiều sách kỳ thuật, con hãy xem thử, nói không chừng có thể tìm thấy cách phá ma người giấy đả tường. Phải cẩn thận đấy, hắn có một số sách rất là tà môn. Ok, con tìm xem sao. Cảm ơn bà Thang. Đây rồi, tàn thuốc đây rồi. Chỗ thuốc này sao lại cháy hết nhanh tới vậy? Bây giờ đổ tàn vào đây này. Rồi, sau đấy nhúng khăn vào này. Khăn trùng đầu, đây rồi. Sau đấy mình sẽ lấy đi để mình lau cái kính kia này. Tôi nghĩ là lau xong sẽ có ma hù tôi này. Đéo phải. Bên trong toàn là quan tài, đúng là rùng rợn. Alo cho quan tài. Bật lửa cho quan tài. Soi điện thoại vào quan tài. Có 4 chữ. Chữ này dùng ở đâu ta? Hai cái hộp bên kia. Không. Hai cái hộp này á. Cũng đúng đấy. Nhưng tại sao cái này lại là từ trên xuống dưới, còn cái kia lại là từ dưới lên trên nhỉ? À, theo thứ tự chiều kim đồng hồ nó sẽ là con này, sau đấy đến con này, đến mái nhà và đến bồ cào. Một bó hương. Có hương dùng để cúng tế thần Phật. Thế thì bên này sẽ là ngược chiều kim đồng hồ, từ dưới trước là mái nhà, là con cung quăng, là thằng người lướt ván bị chọc vào đít, và là bồ cào. Wow. Bấm móng tay xem. Lễ bái lục táng Bồ Tát có chút bất thường. Hương cần thắp 6 nén, không nhiều cũng không ít. Hai bên trái phải mỗi bên để một nén hương, mỗi bên để một lá bùa lục táng. Cần nốt giấy cúng tế đối với vật hầu. Đấy là cái bàn thờ lúc nãy. Lễ bái lục táng rất bất thường. Hương cần thắp 6 nén, không nhiều cũng không ít. Chưa có hương, tí nữa mình sẽ thắp 6 nén hương. Hai bên trái phải mỗi bên một nén hương. Hai bên mỗi bên nén hương này. Mỗi bên để một lá bùa lục táng. Cần nốt giấy cúng tế. Rồi, thiếu một lá bùa lục táng. Gõ tiếng trống trong vòng 100 bước không được dừng. Khi tế bái cần chắp hai tay, phái 6 lần. Lễ xong sẽ được phù hộ, trong vòng 10 dặm tà vật không thể lại gần. Đây rồi, thấy đây, in đây rồi. Tôi vẫn chưa hiểu cái bấm tay để làm gì, nhưng mà tôi nghĩ việc đầu tiên mình nên đi in. Nên đi in trước đi. Đấy đây. Cần cắm điện. Lấy cái ổ điện ở đây được không ta? Băng dính. Lấy cắt móng tay và cắt băng dính. Oh fuck, độ. Độ đỉnh.
quay ra đây có ổ điện, lắp vào máy photo. On. Thế là có hai lá bùa tất cả. Rồi, quay lại bàn thờ. Bàn thờ cần 6 nén hương, bùa mỗi bên một lá, đốt giấy vàng. Theo sách viết hiện giờ có thể bắt đầu bái tế. Chỗ này chưa bày tượng thần, thật sự không vấn đề gì sao? Thân Mặc Khanh chắp tay vái 6 vái về phía am thờ Phật. Ủa? Đấy là Bồ Tát, thần Phật hiển linh sao? Tại sao có cảm giác tà dị kỳ quái vậy? Giọng nói trong máy tụng kinh hình như cũng không giống, càng nghe càng giống gọi tên tôi. Mô hình là Mặc Khanh à? Ui, thân Mặc Khanh à? Cứ có cảm giác nơi này đáng sợ hơn bên ngoài, mau ra ngoài xem sao. Ôi, đây là người giấy mình nhìn thấy trong điện thoại. Tôi nghĩ ra rồi, gương mặt này từng xuất hiện ở ngoài cửa nhà kho nhà ông trẻ. Khi đó còn tưởng là nhìn nhầm, lẽ nào đúng là theo chúng ta tới đây. Mình sợ chết mất. Người giấy chạy thoát rồi. Mong rằng lần này có thể thành công, tôi đi xem thế nào. Ô, clear rồi. Biến mất rồi, xem ra lần này thành công rồi. Thân Mặc Khanh thử đi về phía trước một đoạn, phát hiện quả nhiên có thể đi qua. Không ngờ mất 2 tiếng đồng hồ ở đây, bây giờ mau đưa đồng tới bệnh viện. Alo, hết sập chưa, alo. Hết sập chưa đây? Có chơi tiếp này. Ok rồi đúng không? Ok, chơi tiếp nhá. Sorry các bạn, nếu mà các bạn xem lại bên YouTube không biết thì bọn tôi vừa trải qua khung giờ 4 giờ 5 phút xong. Lại tới nữa rồi. Cảm giác lạnh này, lẽ nào là thứ không sạch sẽ theo lên xe? Thân Mặc Khanh nói xong cảm thấy lạnh rùng mình. Không phải có thứ gì đó thật chứ? Tôi dùng điện thoại xem thử. Không có, lạ quá, thôi kệ. Những việc quái dị này nghĩ ít thôi. Đưa đồng tới bệnh viện trước đã, tôi thử lại xem sao. Ui, bên phải kìa. Ủa? Thế là đéo phải đâu, mà là có một con cô dâu đi theo thằng Mặc Khanh này không ạ? Mặc Kỳ á? Thì bây giờ tôi đang đéo biết được là cái câu chuyện này nó đang là song song với câu chuyện của Mặc Kỳ, hay là nó là trước hay là nó là sau nữa. Nhưng mà thôi, ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp các bạn nhé. Giờ thì chúng ta nghỉ đi. Nguội hết bún rồi. À, cuốn thế nhở?